Xin chào cả nhà, số Hồ Hiền Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên cho các bác một em nồi áp suất Tefal 6 lít nha các bác nhé. Con này thì đúng là siêu phẩm, gần như là hàng mới 99% chưa qua sử dụng luôn các bác nhìn này. Bóng loáng luôn nhá các bác nhìn này. Từ lắp vung cho đến mặt inox này, đẹp xuất sắc, van xả mới tinh luôn, chưa dùng. Con này chưa hề qua sử dụng luôn nhá các bác nhá. Còn rất là mới, khi mở ra thì còn mới lắm luôn. Mặt nhựa các thứ này, van à gioăng à quên lút nhấn mở này. Đấy. Các bác nhìn mặt inox này. Mới kính con luôn, không có một vết trầy xước là luôn nha các bác nhé. Tem mác còn nguyên đầy đủ. Mặt inox này. Toàn bộ phần lắp nhựa bên trên này không hề trầy xước nhá. Vận chuyển từ đấy về đây nhưng cái mặt này còn quá mới luôn các bác. Đẹp xuất sắc luôn, inox này. Inox sáng bóng luôn nha các bác nhá. Con này bên trong nó có một cái vỉ hấp các bác. Đây mặt inox các bác nhìn, mặt không một vết chảy nào luôn. Gioăng cao su zin xịn 100% các bác nhìn mặt inox. Xoay rất kỹ cho các bác nhé, không một vết chảy xước. Gioăng cao su mới tinh luôn. Đấy. Bên trong con này nó có một cái vỉ hấp này các bác này. Cái vỉ hấp của nó cũng rất là mới luôn, mới tinh, chưa dùng. Chân hấp này, đấy. Hàng cái vỉ hấp này nguyên bản luôn, không phải rửa. Đấy, cái này về thì em chỉ vệ sinh qua một chút thôi các bác nhìn nồi này. Bên trong không một vết chảy xước nhé. Bác nào nhận hàng mà nhìn thấy bên trong nồi, lòng nồi có vết chảy xước, các bác hoàn hàng, em hoàn tiền luôn cho các bác. Mới kính con luôn nha các bác nhé. Đấy. Mới kính con. Sót lại duy nhất một con theo cái kiểu còn nguyên, như kiểu nguyên hộp như thế này. Các bác nhìn này. Tay chân này. Đáy lồi này các bác nhìn này. Mới chưa. Make in France, dung tích 6 lít. Đáy lồi này. Không một tí chảy xước nào luôn. Tay chân còn bóng loáng này. Thân nồi nha các bác nhé. Các bác nhìn thân này. Quay chi tiết từng chỗ một cho các bác này. Mới không. Tay này. Cái này chưa sử dụng mà. Chưa hề sử dụng luôn. Về nó chỉ bị bụi một tí. Em chỉ rửa qua thôi. Nó đã bóng loáng như thế này rồi. Các bác mua con này thì không khác gì đập hộp luôn nha các bác nhé. Không khác gì khui thùng luôn. Lòng bên trong này, không một vết chảy xước này. Đấy. Vỉ hấp này. Vỉ hấp con này, vỉ hấp có chân nhá các bác nhá. Vì xung quanh nồi này nó không có cái vết lõm, bắt buộc cái này nó phải có chân. Đấy. Các bác nhìn này, đặt hấp vào mới. Cái này vỉ hấp chưa dùng, mới tinh luôn, chưa sử dụng. Vung nồi này. Con này em bán cho các bác nhá, kèm vỉ hấp là 2,2 triệu bao ship. Bảo hành cho các bác 3 tháng, đã test ok. Bao kín hơi, bao xì, bao giỏ nước. Lỗi 1, đổi 1 trong vòng 3 tháng cho các bác này. Mới tinh. Con này độ mới để mà nói thì 99% luôn nha các bác nhá. Không khác gì mua mới. Không khác gì mua mới con này luôn. Van xả này, lút nhấn mở này, thân à lắp vung này, mặt inox này, thân nồi này, tay này, các thứ này. Ấy và đáy lồi còn rất là mới luôn. Duy nhất còn một con mà nó đẹp xuất sắc như này các bác ạ. Con này 2,2 triệu bao ship, bảo hành cho các bác 3 tháng. Đã test kín hơi nhanh như không xì, không đỏ nước. Ấy khi dùng áp căng đẩy phao qua đây nhá. Các bác đặt số 1 này đối diện với cái chấm trắng này là linh này. Về cái hình này là xả hơi đi và về cái dấu chấm tròn trắng đối diện với cái chấm này là vệ sinh van. Gạt thì các bác nhìn này, gạt này, số xả hơi này, số 1 này. Đấy. Số 1 là linh này. Xả hơi đi này và vệ sinh van. Các bác cứ đặt số 1 cho em là linh. Ok chưa? Khi áp căng hơi thừa được đẩy qua đây, cái phao đỏ này nó nhô lên bằng so với cái mặt nhựa này nha các bác nhá. Giá chuẩn giá là 2,2 triệu bao ship, bác nào lấy thì alo em số điện thoại 0934230664 ạ. Hàng em cọc trước lên đơn, cọc cho 100.000 và lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhá. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.